Mới đây ngày 25 tháng 7 năm 2017, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Nga, tức Nga Phủ Lý, với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Sau khi đọc cáo trạng rất chi tiết, mô tả các hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo Trần Thị Nga, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án từ 8 đến 10 năm tù giam và 4 đến 5 năm quản chế tại địa phương đối với Trần Thị Nga. Bào chữa cho Nga là Hợp tác xã Luật sư Tổ Toàn Thua với sự đại diện của luật sư Lê Văn Luân đã giúp bị cáo Trần Thị Nga giành được mức án 9 năm tù giam. Tìm hiểu bản cáo trạng và thông báo mở phiên tòa được chồng hờ của Trần Thị Nga đưa lên mạng Internet cho thấy vụ án của Trần Thị Nga có nhiều điểm nổi bật so với các vụ án dành cho giới dân chủ trước đây. Cụ thể như sau. Đầu tiên phải nói đến sự có mặt của rất đông hàng xóm láng giềng với Nga tại phiên tòa. Tuy nhiên họ không đến để động viên Nga mà đến để tố cáo và làm chứng cho hành vi vi phạm pháp luật của Trần Thị Nga. Đây có thể nói là điểm nổi bật nhất của phiên tòa này, tạo nên sự khác biệt lớn so với phiên tòa xét xử các đồng nghiệp khác trong giới đấu tranh dân chủ. Những hàng xóm này làm chứng và lên án Nga về các băng rôn, khẩu hiệu, những lời nói xuyên tạc về chính sách và đường lối của Đảng, chính quyền, công an ở địa phương, diễn ra thường xuyên tại chính ngôi nhà và trụ sở chính quyền địa phương mà họ tận mắt chứng kiến. Thực ra việc này không có gì là lạ, bởi trên mạng Internet, chính Nga và các đồng nghiệp dân chủ của mình rất tích cực chụp ảnh, quay clip các việc làm khủng bố, vu cáo chính quyền, công an, cán bộ địa phương bằng ngôn từ trợ búa, bẩn thỉu, không bút gì ta xiết. Có thể nói các clip khẩu hiệu mà Nga cho rằng có tính đấu tranh dân chủ kiểu này đã khiến cho dân chúng bức xúc tột độ, rằng vì sao chính quyền không xử lý ngay khi vật chứng không còn gì sinh động hơn. Vậy nên việc xuất hiện một dàn nhân chứng hùng hậu trong phiên tòa này là điều rất dễ hiểu. Điểm đặc biệt thứ hai tại phiên tòa này chính là các chứng cứ kết án chủ yếu là clip do chính bị cáo tự sản xuất. 13 clip với nhân vật chính là bị cáo và một số bài viết được giám định giọng nói, giám định nội dung rất chi tiết được xem là chứng cứ kết tội không lẫn vào đâu được của Trần Thị Nga. Nga bị bắt quả tang khi đang mở và đăng tải clip từ chính máy tính của mình tại nhà. Tức là lúc đó tài khoản do Nga mở, Nga dùng là 100% chứ không như blog mẹ nấm, chủ yếu là tán phát lại các bài viết từ trang Dân Làn Báo. Một điều đặc biệt không thể không nói đến chính là kho tàng tăng chứng vật chứng đồ sộ chưa từng có. Theo cáo trạng, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ 4 máy tính, 1 máy quay và công cụ phụ trợ cho thấy Trần Thị Nga là trung tâm sản xuất video clip với hệ thống máy móc đồ sộ chưa từng thấy ở bất cứ vụ án tương tự nào. Trước đây, công an có thu được một đống điện thoại từ Lê Công Định, mẹ nấm gấu và nhiều nhà dân chủ khác đã khiến dư luận choáng váng và đặt dấu hỏi họ dùng nhiều điện thoại như thế để làm gì nếu không phải là để phục vụ việc phát tán thông tin trên Internet. Tuy nhiên, so với số máy tính mà Trần Thị Nga đang tác chiến khi bị bắt thì quả là các nhà dân chủ trước đây chưa là cái đinh gì gì. Nếu để ý, chúng ta có thể thấy sau khi Trần Thị Nga bị bắt, một số nhà dân chủ khi đến trao tiền ủng hộ cho hai con của Nga đã chụp ảnh hai đứa bé, cho thấy vẫn còn một dàn máy tính điện thoại bao quanh chúng. Điều này chỉ có thể đánh giá rằng tư gia của Trần Thị Nga là một trung tâm thông tin, sản xuất rất nhiều kênh video clip khác nhau nên mới cần sử dụng đến nhiều máy tính hạng nặng như thế. Thật không thể hiểu nổi, một bà mẹ đơn thân, không có trình độ, không có nghề nghiệp, lại phải nuôi hai đứa con nhỏ như Trần Thị Nga kiếm đâu ra tiền để đầu tư dàn máy móc hiện đại như vậy. Điểm đặc biệt thứ tư là việc bị cáo Trần Thị Nga đã bị xử phạt hành chính rất nhiều lần về tội gây rối trật tự công cộng. Tính sơ sơ từ năm 2013 đến năm 2016, Trần Thị Nga có 5 quyết định xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng được liệt kê vào cáo trạng. Có lẽ trong cuộc trưng bày triển lãm giấy mời và các quyết định xử phạt từ chính quyền theo ý tưởng của Huỳnh Ngọc Chênh thì chắc hẳn Trần Thị Nga sẽ giành ngôi vị quán quân. Phiên tòa đã kết thúc với mức án xứng đáng dành cho hành vi vi phạm pháp luật của Trần Thị Nga, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều băn khoăn đằng sau cáo trạng. Nếu đã theo dõi về hoạt động chống chính quyền của Trần Thị Nga nhiều năm trước đây, có thể thấy nhiều hành vi kết tội khác đã không được đưa vào cáo trạng. Thứ nhất, việc Trần Thị Nga là thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân, người trực tiếp chỉ đạo Nga là Linh Mục, Ủy viên Trung ương Việt Tân Nguyễn Văn Hùng ở Đài Loan. Bản thân Nga công khai tuyên bố trên các clip Facebook về việc này. Vấn đề đặt ra là tại sao cơ quan tư pháp không truy tố Nga về tội tham gia tổ chức khủng bố?
việc Nga công khai thừa nhận trên mạng xã hội chưa đủ làm chứng cứ kết tội Nga, hay do cơ quan điều tra đánh giá Nga chỉ là hạng tay chân võ mồm cho Việt Tân, chưa có hành vi khủng bố bằng vũ lực nên họ tránh xử Nga theo điều này. Thứ hai, Trương Tĩnh Nga cầm đầu nhiều hội nhóm chống chính quyền như Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Hội Dân Oan, Hội No You, đều là các nhóm trá hình chống nhà nước dưới vỏ bọc xã hội dân sự. Tuy nhiên, trong bản cáo trạng không hề đề cập đến vấn đề này. Thứ ba, tại sao chống phá ngông cuồng, thách thức, công khai, tự mình ghi lại nhiều chứng cứ buộc tội như thế mà bây giờ Trần Thị Nga mới bị xử lý? Có lẽ do chính sách nhân đạo của chính quyền và Trần Thị Nga nắm rất rõ điều này nên công khai, thách thức, đem hai đứa con nhỏ ra làm lá chắn. Ai cũng biết, Trần Thị Nga cứ liên tiếp đè son son hết đứa này nối tiếp đứa khác. Có lẽ do Nga biết rằng, theo quy định của pháp luật, thì với con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Nga sẽ có tình tiết giảm nhẹ khi ra tòa. Thế nên bất cứ nơi đâu có Trần Thị Nga là có hết phú rồi đến tài lê lết trên đường phố, theo mẹ đi biểu tình, quậy phá khắp đất nước. Rõ ràng, Nga đã tự biến mình thành máy đẻ để làm phương tiện đối phó với pháp luật, thách thức mọi giá trị đạo đức và luân lý. Chính ông chồng hờ Lương Dân Lý này từng công khai thư tố cáo Nga lợi dụng mình làm máy đẻ, dùng chính đứa con để khống chế hành hạ ông ta, dù biết rõ Lý đã già lại có vợ con đầy đủ trong khi kinh tế eo hẹp. Có thể nói Trần Thị Nga là điển hình xả thân trả ơn cho Việt Tân với lý do đã câu mang bà ta khi còn ở Đài Loan. Nhờ sự xả thân đó đem lại cho Nga công việc ổn định, có thu nhập lớn như một thứ nghề nghiệp đặc thù, sẵn sàng sinh nghề tử nghiệp. Nên khi bị bắt rồi, Nga vẫn quyết chiến, tuyên truyền chống nhà nước. Mỗi khi có cơ hội, không ký bất kỳ loại biên bản nào, không chấp nhận bất kỳ cuộc hỏi cung nào, thách thức đến cùng. Vậy nên trong phiên tòa hay cáo trạng của Nga mới xuất hiện cả bị can cùng phòng làm chứng cho hành vi tuyên truyền chống nhà nước của bà ta. Trần Thị Nga là sản phẩm thành công nhất của Việt Tân từ trước đến nay. Một người phụ nữ viết chữ không đúng ngữ pháp, sai chính tả tung lung, phản ánh đúng trình độ học vấn rất thấp nhưng lại trở thành một nhà đấu tranh dân chủ nổi bật thì đã đủ để bất cứ ai có chút phân tích đều thấy cái vốn đấu tranh chính trị của người phụ nữ này chỉ là chửi đồng, chửi bệnh, chửi tục và lấy xô xát tấn công công an, chính quyền làm thành tích đấu tranh dân chủ của mình.